Bí thư cộng đoàn, nay ngày lễ buồn mạng của cộng đoàn giáo khu 4, thay lời cho ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn, chân thành cảm ơn các đoàn hội đã cùng chung chia niềm vui với giáo khu hôm nay trong cuộc nước và nhất là tham dự thánh lễ hôm nay. Và hôm nay cũng là ngày mà ban hành giáo của giáo khu mãn nhiệm và bổ nhiệm, trong đó gồm có quý chức trong trưởng phó khu quản giáo khu, được trưởng phó ra trưởng giới trẻ ca đoàn, rồi hội mân côi. Thay lời cho cộng đoàn giáo khu chân thành cảm ơn quý chức hôm nay mãn nhiệm và chúc mừng cho quý chức hôm nay được bổ nhiệm. Cộng đoàn chúng ta vỗ chạm vào tay để chúc mừng và cảm ơn. Đây là sứ sẽ chạm giấy mãn nhiệm và bổ nhiệm cho quý chức trong một cộng đoàn giáo khu.